Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Mai ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Mai có về một số cái mai tàn ha. Đây đều tàn tròn nè, giá thì mềm ha. Quý vị xem hộn cho em Mai ha. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh Tâm ạ. Dạ, xin kính chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước. Nay em có về lô mai dảo Thủ Đức, bông từ 7 tới 12 cánh. Dạ, anh chị em, cô chú xem ủng hộ giùm con ạ. Mình xếp sao em? Dạ, dạ, bao sóng bao xếp luôn anh. Bao sóng bao xếp ha. Dạ, đây cây đầu tiên, dạ cây số 1. Rồi, số 1 ha, đây đẹp nè. Dạ, hoành 15. Rồi. Cây số 1 em giao lưu với giá là 450. Rất mềm luôn ha, chỉ có 450 thôi. Bao sóng bao xếp toàn quốc. Rất mong quý vị ủng hộ cho Mai ha. Rồi, tiếp theo luôn em. Có đâu chiều cao nè. Chiều cao này có mét 2. Mét 2 ha. Rồi, cây số 2. Cây mã số 2 hoành là 14. Rồi. Đây đẹp cũ nở ha. Cây này em giao lưu ý giá là 500.000. Rồi, 500.000 ha. Dạ, mã số 2. Chiều cao khoảng 1m2, 1m3 ha. Dạ. Rồi, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Tiếp theo là cây số 3 ha. Đây đẹp nè. Mà đo chiều cao trước ha. 1,5 rồi. 1,5. Rồi, hoàn thân. Dạ 17. Rồi. Cây số 3 em giao lưu với giá là 450. Rồi, 450 ha. Giá mềm luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này đấy bàn đều nè. Cái này chiều cao là 1m3. Rồi. Hoành thân là 16. Rồi, 16 hoành. Cây số 4 em như lưu ý giá là 450. Rồi, số 4 450 ha. Dạ, em bao ship bao sóng toàn quốc ạ. Bao ship bao sóng toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Tàn tròn đều nè. Cây mã số 5 chiều cao là 1m15. Rồi. Hoành thân là 14 ạ. Rồi, 14. Cái bầu nghiêng ha. Dạ, bầu nghiêng. Tàn tròn đều nè. Cây này em giao lưu với giá là 500. Rồi, chỉ có 500 thôi, có ngang cây đẹp luôn. Rồi, xuống cây khác. Dáng trực tàn thông nè, tay cành đều tàn tròn. Chiều cao là 1m4. Rồi. Hoành thân 14. Cây này là mã số 6. Em giao lưu với giá là 500.000. Rồi, số 6 500 ha. Có ngàm cây đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Cây này về dáng siêu phong, dáng ban được ha, được hai dáng thấy. Hai cành đều tàn tròn luôn. Cây mã số 7 hoành thân là 11. Rồi. Cái này cũ nở ha. Dạ. Tàn tròn đều. Cái này em giao lưu với giá là 600.000. Rồi. Chỉ có 600 ha, bao ship luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Bỏ ra chiều tàn thông ha. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là 1m1. Rồi, tàn tròn nè. Hoành là 15. Rồi, xoay vòng. Cây mã số 8 em giao lưu với giá là 500.000. Rồi, số 8 chỉ có 500 thôi. Rất mềm luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn em. Xuống. Bỏ đi. Cây này đế lực ha, cũ nở. Rồi, chiều cao. Cây này chiều cao chắc 1,5 m ạ. Rồi, 1,5 m ha. Dạ. Hoành thân là 15. Rồi, xoay vòng.
Ok, mã số 9 em giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi, số 9 400. Giá mềm luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Rồi, chiều cao luôn em. Hoành là 14 ạ. Rồi. Mã số 10. Chiều cao là 1m2. Rồi, 1m2. Mã số 10 em giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi, số 10 400. Bao ship bao sống toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này cũ nở ha, đế lực. Đây cầm đều. Chiều cao là 1m2 ạ. Hoành thân là 13. Rồi. Củ đế rồi đẹp ha mấy cô chú. Đế lực. Em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Cây số 11 em giao lưu với giá là 450. Rồi 11 450 ha. Dạ. Rồi cây tiếp theo luôn em. Dán trực đằng thông luôn. Đế đẹp, củ nở nè, tay cầm đều. Chiều cao là 1m3. Rồi. Hoành là 15. Rồi. Cây số 12 em giao lưu với giá là 500 ngàn. Rồi, em xây dòng đế luôn ha. Dạ. Đế đều nè, cũ nở. Tay cầm thì to lực. Rồi, bao ship bao sóng toàn quốc luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. Rồi, 1m1. Hoành là 14 ạ. Rồi, nôm đẹp ha. Dạ. Cây số 13. Lên luôn. Em giao lưu với giá là 450. Rồi, 13. Bao ship bao sóng cô chú anh chị em xem ủng hộ giùm em ạ. Rồi, tiếp theo luôn em. Tán rộng nè, tay cầm đều. Dán hơi siêu ha. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là 1m3. Dạ. Hoành 14 ạ. Cây mã số 14. Em giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi, 14, 400. Cũng bao ship bao sóng toàn quốc luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Cây này cũ nở ha, nôm đẹp. Rồi, chiều cao luôn em. Chắc 1m5 anh. Rồi, 1m5. Hoành thân là 14. Rồi. Cây mã số 15. Em giao lưu với giá là 450 ạ. Rồi, 15, 450 ha. Dạ. Giá mềm luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Tàn tròn đều ha. Rất đẹp nè. Cái này tàn đều nha cô chú anh chị em. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là 1m25. Hoành là 15 ạ. Để bàn đều ha. Cây mã số 16 em giao lưu với giá là 600 ngàn. 600 ha. Để đẹp tàn tròn luôn. Cái này tàn đều đẹp luôn nha cô chú ơi. Rồi, tiếp theo luôn em. Tàn tròn đế đều luôn ha. 1m5. Chiều cao 1m5. Hoành là 13. Rồi. Cây mã số 17 giao lưu với giá là 450 ạ. Rồi, 450 ha. Em bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này chiều cao là 1m20. Rồi. Đây đều ha. Hoành 14. Cây mã số 18 em giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi, 18, 400. Đây đều luôn. Rồi, tiếp theo luôn em.
tán rộng ha, tán cành đều, tán tròn. 1,5 mét. Rồi. Hoành là 14 ạ. Rồi, xoay dọc. Mã số 19 em giao lưu lấy với giá là 550 ạ. Rồi, 550 ha. Dạ. Đấy, đẹp tàn tròn luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Chiều cao 1,1 m ạ. Rồi. Hoành là 13 ạ. 20. Kê mã số 20 em giao lưu với giá là 350. Rồi, 20, 350 ha. Dạ. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Chiều cao là 1,2 m. Rồi, dáng trực luôn ha, tay cành. Dạ. To lực nè. Đây bốn mặt. Dạ, hoành là 14. Rồi, xây vòng luôn. Kê mã số 21 em giao lưu với giá là 400.000. Em bao ship bao sống toàn quốc. Cô chú anh chị em xem ủng hộ giùm em ạ. Rồi, tiếp theo luôn em. Này nam đẹp ha. Cái này chiều cao là 1,4 m. Hoành là 15. Rồi. Kê mã số 22 em giao lưu với giá là 400.000. Rồi, 400 ha. Đây đẹp luôn. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Cái này chiều cao 1,5 m. Tay cầm đều nè. Hoành là 14 ạ. Cây mã số 23 em giao lưu với giá là 450 ạ. Rồi, 450 ha. Dạ, tàn đều nha cô chú. Tàn đều. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Chiều cao là 1,25 m. Rồi. Đây nơm đẹp. Hoành là 13 ạ. Mã số 24 em giao lưu với giá là 450. Rồi, 450 ha. Đấy đẹp tàn tròn luôn. Cũng bao ship bao sống toàn quốc. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Một mét 35. Rồi. Hoành là 15 ạ. Cây mã số 25 em giao lưu với giá là 500.000. Rồi, 55,500. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Dán trực tàng thông ha, cây cành đều tàng tròn, củ nở luôn. Để thì lực ha. Chiều cao 1,5 m anh. Rồi, 1,5 m. Hoành là 16 ạ. Cây mã số 26 em giao lưu với giá là 500. Rồi, 500 ha. Rồi, tiếp theo luôn em. Chiều cao là 1,3 m. Rồi, cái cành đều vàng tròn. Hoành là 14 ạ. Rồi. Cây mã số 26 em giao lưu với giá là 400.000. Rồi, 26, 400. 27 ạ. À, em xin lỗi mã số 27 nha 27, cô ha. Chú anh chị. Rồi, 27,400 ha, bao ship. Dạ. Luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Chiều cao 1,5 m. Rồi. Hoành là 16 ạ. Cái này cũ nở ha. Cây mã số 28 em giao lưu với giá là 400.000. Rồi, 400 luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Dục qua đó cha. Chiều cao là 1,2 m. Rồi.
Hoành là 11 ạ. À, em sang vòng luôn. Số 7 8 rồi. Cây mã số 29 em giao lưu với giá là 350. 350 ha, rất mềm luôn. Cái này chiều cao chứ 1,5 m, 1,55 m. 1,5 m ha. Dạ. Hoành là 14 ạ. Cây này là mã nơm cũ nở ha. Mã số 30 bốn mặt luôn. Giao lưu với giá là 400.000. Rồi, 400. Em bao ship bao sống toàn quốc. Rồi, bao ship bao sống toàn quốc. Rồi, tiếp theo luôn em. Một mét rưỡi. Rồi. Cây mã số 31. Em giao lưu với giá là 400.000. Rồi, 31, 400 ha. Hoành là 15 ạ. Cây khai đế nè. Đây, cây tiếp theo. Chiều cao là 1,35 m. Tràn tròn đều luôn. Cây này đế bàn luôn ha. Cây mã số 32 em giao lưu với giá là 400.000. À, 32, 400. Rồi, tiếp theo luôn em. Cái này toàn đều nha cô chú. 1,2 m. Rồi. Hoành là 15 ạ. Rồi, em sang vòng luôn. Cây mã số 33 em giao lưu với giá là 400.000. 33, 400 ha. Có nghe một cây đẹp luôn. Rồi, tiếp theo luôn em. Cây này 1,4 m anh. Rồi, đấy đẹp. Hoành là 16 ạ. Rồi. Cây mã số 34 em giao lưu với giá là 500.000. Rồi, 34, 500 ha, giá mềm luôn. Dạ. Đấy đẹp. Củ đế nở luôn nha cô chú anh chị em. Dán trực ha, tàn tròn củ đế luôn. Chiều cao là 1,2 m. Dạ, hoành là 13. Cây mã số 35 em giao lưu với giá là 450. À, 35, 450 ha. Rồi, tiếp theo luôn em. Cây này tàn tròn đều nè. Chiều cao là 1,1 m. Cũ nở luôn. Hoành là 15 ạ. Rồi, sang vòng đi. Mã số 36 em giao lưu với giá là 450. Rồi, 450 ha. Rồi, cây tiếp theo luôn em. Cây 37 vô. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao là 1,25 m. Rồi. Cây này em chưa kịp làm bầu nha mấy anh chị. Hoành là 14 ạ. Nói chung là mấy cây này là đều có củ đế hết. À, tàn đều. Cây mã số 37 em giao lưu với giá là 450. Rồi, 450 ha. Cũng bao ship bao sống toàn quốc dạ, luôn. Dạ, em bao ship bao sống toàn quốc. Rồi, 38 ha. Tán cộng nè, đây cành đều luôn, tàn tròn. Đây, chiều cao luôn em. 1,4 m anh. Rồi. Hoành là 14. Rồi. Cây này cũng có củ đế nha này. Cô chú anh chị em mà về chưa có thác nè. Về chưa có kịp làm. Tàn đều luôn. Tàn tròn đều. Cây 38 em giao lưu với giá là 550. Rồi. Tiếp theo luôn em. Hết cây ha. Dạ, cây này là cây cuối cùng. Em có nhắn gửi gì không em? Dạ, thì cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị em đã xem.
Thì em clip của em thì giới hạn được có 30 mấy cây thôi, nhưng mà em cũng còn rất là nhiều cây. Nếu mà anh chị em cô chú nào mà có ý định mà mình mua số lượng nhiều á thì cứ liên hệ cho em với số điện thoại là 0364151014 hoặc là kết bạn Zalo với em cũng được. Sẽ có thì em bán với giá họ hữu nghị cho ạ. Dạ em bao sống bao ship luôn ạ. Rồi, cảm ơn dạ, em cảm ơn cô chú anh chị em đã xem và ủng hộ con ạ. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho em Mai. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Hãy nhớ like, subscribe kênh. Mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Có khúc nào nha.